Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu bản tin tối nay thứ Bảy ngày 24 tháng 7 có một số nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội nghe báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đà Nẵng triển khai tiêm 1.170 liều vaccine Pfizer. 19 tỉnh thành phía Nam đã được cấp 4,8 triệu liều vaccine. Thưa quý vị khán giả, tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng ngày 24 tháng 7, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thảo luận ở tổ về nội dung này. Đầu giờ sáng, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp, trong đó bổ sung vào nghị quyết của kỳ họp thứ nhất nội dung về phòng chống dịch COVID-19. Với 474 trên 474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc bổ sung vào chương trình nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất, nội dung về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới bằng hệ thống biểu quyết điện tử, trình bày tờ trình về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự kiến kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025 cần đầu tư có trọng tâm trọng điểm đồng bộ hiện đại, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh thiên tai, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư manh mún dàn trải, xóa bỏ cơ chế xin cho tham nhũng lợi ích nhóm. Bộ trưởng cho biết sẽ huy động, rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách quy định pháp luật về đầu tư công và các luật pháp có liên quan, tập trung rà soát cương quyết loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án công trình trọng điểm bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng lợi ích nhóm. Báo cáo thẩm tra Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội cho biết về tổng thể, vốn đầu tư công dự kiến tăng 1,43 lần so với số kế hoạch giai đoạn 2016-2020 là tích cực. Tuy nhiên, đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát thận trọng nguồn thu để bảo đảm tính khả thi của kế hoạch, giữ vững an toàn nợ công. Việc xác định dự toán chi đầu tư hàng năm phải dựa trên cơ sở thu ngân sách nhà nước thực tế từ thực lực của nền kinh tế, vay đầu tư trong khả năng trả nợ không tạo áp lực trả nợ quá lớn cho giai đoạn sau. Một số ý kiến đề nghị giữ tổng mức vốn đầu tư công là 2.750.000 tỷ đồng như đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước, đa số ý kiến đề nghị trình Quốc hội giao chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư. Về việc phân bổ cho các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm khác, Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản thống nhất với dự kiến bố trí khoảng 104.533 tỷ đồng để thực hiện các dự án quan trọng quốc gia. Đối với số vốn 78.719 tỷ đồng, Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định trình Quốc hội xem xét quyết định. Cũng trong sáng 24 tháng 7, Quốc hội thảo luận ở tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu Quốc hội cũng đã quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Hôm nay 24 tháng 7, Đà Nẵng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định. Cùng với đó, các điểm tiêm chủng cũng được ngành y tế thành phố bố trí đầy đủ trang thiết bị, nhân lực nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng. Trong đợt tiêm lần thứ tư này, ngành y tế Đà Nẵng tiến hành tiêm 1.170 liều vaccine Pfizer. Đây là mũi tiêm thứ nhất cho nhóm đối tượng ưu tiên là người mắc bệnh mãn tính trên 65 tuổi, đang điều trị tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng và nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch bị bệnh mãn tính, chưa được tiêm chủng hoặc hoãn tiêm trong các đợt trước đó. Theo phân bổ của Bộ Y tế, từ ngày 12 tháng 7, Đà Nẵng nhận 5.850 liều vaccine, phân bổ thành 4 lần với 3 loại gồm Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Theo đó, kế hoạch tiêm chủng cũng được triển khai từ nay đến hết tháng 8. Để đảm bảo tiêm chủng an toàn, tất cả người đi tiêm được xét nghiệm COVID-19 và sàng lọc trước khi tiêm. Dự kiến Đà Nẵng sẽ triển khai 200 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, với mục tiêu trên 90% người trong độ tuổi được tiêm đủ mũi theo từng đợt phân bổ và sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm 2022. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021 trên phạm vi toàn thành phố, Hà Nội yêu cầu dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ và ô tô, đường thủy, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng, vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ôm, trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia. Công tác vận tải hàng hóa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Vận tải hàng hóa thiết yếu được ưu tiên luồng xanh và thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tổ chức lại hoạt động vận tải đảm bảo yêu cầu tại chỉ thị này.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay 19 tỉnh thành phía Nam đã được phân bổ tổng cộng hơn 4,8 triệu liều vaccine COVID-19. Theo đó, tính đến ngày 22 tháng 7, các tỉnh thành phía Nam đã tiêm được 1,8 triệu liều, đạt gần 38%. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp hơn 2,3 triệu liều vaccine, hiện tiêm trên 1 triệu liều, đạt 44%. Số liệu vaccine này được phân bổ trong 5 đợt. Riêng đợt 4 và 5, khi dịch bệnh bùng phát, thành phố Hồ Chí Minh được ưu tiên phân bổ số lượng lớn vaccine, lần lượt là hơn 830.000 liều và 930.000 liều. Đến nay, cả nước đã tiêm được 4,4 triệu liều vaccine. Tiếp theo sẽ là thông tin cập nhật về tình hình áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 130 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới từ vị tuyến 18 đến 20,0 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 109,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Xin được chuyển sang những thông tin trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị, biến các cửa hàng, tiệm thuốc, điểm bưu cục vắng khách mùa dịch thành điểm cung ứng thực phẩm lưu động bình ổn giá. Đây là cách làm sáng tạo vừa được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh triển khai để đưa thực phẩm tươi sống đến với người dân. Đều đặn mỗi ngày, hàng chục tấn thực phẩm tươi sống sẽ được vận chuyển đến điểm giao nhận hàng hóa này để phục vụ cho bà con trong khu vực. Mặc dù quy mô không lớn nhưng đã kịp thời giúp người dân có nguồn thực phẩm tươi sống với đầy đủ các mặt hàng rau, củ quả giá bình ổn. Rất ok, vừa mà lại tươi rói rói ra, không có cái gì là cái héo khô cả, mà giá cả lại mềm lắm. Xuống mà để mới xanh thì không có đồ ăn hết, cho nên thằng bữa có bữa không, cho nên từ ngày mà mới bên này bán thì qua mua, dạ, mua cũng ổn định, cũng có đồ ăn. Nhờ kết nối và tận dụng được mặt bằng, nhân lực sẵn có từ các chuỗi cửa hàng, bưu điện, bưu cục, mà những điểm bán lưu động này đã tăng lên liên tục mỗi ngày. Đến nay đã có khoảng 800 điểm bán ở khắp các địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đem thực phẩm tươi sống giá cả bình ổn đến tay người dân. Lần đầu tiên cung ứng về mặt hàng rau củ quả thì chúng tôi được sự hỗ trợ từ Sở Công Thương trong việc là đưa thông tin về các nhà cung cấp các mặt hàng này để con cưng có thể tiếp cận được cái nguồn gốc mà đảm bảo an toàn và chất lượng đến cho khách hàng. Nhờ kích hoạt và ghép nối được các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức được chuỗi thực phẩm tươi sống hoàn chỉnh từ nơi sản xuất đến tiêu thụ. Điểm đặc biệt là các điểm bán hàng sẽ được tổ chức thông qua nhiều hình thức, từ mua trực tiếp tại điểm bán đến mua online qua các trang thương mại điện tử. Từ hiệu quả của những cửa hàng thực phẩm lưu động này, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nhân rộng nhiều điểm bán với con số mục tiêu là 1.000 điểm. Cùng với hơn 3.000 điểm bán thực phẩm bình ổn tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, thành phố đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống thực phẩm đang thiếu hụt mỗi ngày hiện nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị khán giả đón xem một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Mỹ và Nga tổ chức đối thoại chiến lược. Mỹ dỡ bỏ đe dọa thuế quan đối với Việt Nam. Biến thể Delta hoành hành tại nhiều châu lục. Thưa quý vị khán giả, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23 tháng 7 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman sẽ dẫn đầu phái đoàn của Washington tham dự cuộc gặp trong khuôn khổ đối thoại ổn định chiến lược Mỹ-Nga tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 28 tháng 7 tới. Thông báo của Bộ trên cho biết cuộc gặp này là nhằm thực hiện cam kết giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin về tiến hành đối thoại thẳng thắn và có chủ ý giữa hai nước nhằm tạo lập nền tảng cho các biện pháp giảm trừ nguy cơ và kiểm soát vũ khí trong tương lai. Tham dự cuộc họp này về phía Mỹ còn có Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenkin, người vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trong tuần này. Trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Putin và Tổng thống Biden đã đồng ý tái khởi động các cuộc gặp đối thoại ổn định chiến lược nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Sáng nay, chính phủ Hàn Quốc đã đưa Việt Nam, Nga, Uzbekistan và nhiều quốc gia khác vào danh sách các nước có các biến thể virus SARS-CoV-2 rất dễ lây lan. Theo đó, những người đến từ các nước này sẽ không còn được miễn trừ cách ly 14 ngày kể từ tháng 8, ngay cả khi đã tiêm phòng đầy đủ. Giới chức Hàn Quốc cho biết biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại
về khả năng các biến thể của virus SARS-CoV-2 từ nước ngoài xâm nhập khi số ca mắc COVID-19 mới đang tăng mạnh ở Hàn Quốc. Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận hơn 1.600 ca mắc mới, chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mắc mới ghi nhận theo ngày tại nước này liên tục duy trì trên mức 1.000 ca từ đầu tháng 7 do dịch bệnh lây lan nhanh trở lại tại vùng đô thị Seoul và các vùng khác sau kỳ nghỉ hè và sự xuất hiện của biến thể Delta. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã gia hạn các biện pháp hạn chế cấp độ cao nhất tại vùng đô thị Seoul để khống chế đợt bùng phát mới này. Hiện Hàn Quốc có hơn 187.000 ca mắc COVID-19 với hơn 2.000 ca tử vong. Việt Nam và Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận quan trọng trong tuần này. Theo đó, Washington quyết định sẽ không có hành động thuế quan nào chống lại Việt Nam. Đây là thông báo được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đưa ra ngày hôm qua. Nguyên nhân lũ lụt gây hậu quả nặng nề ở tỉnh Hà Nam được cho là do dự báo thời tiết sai. Đây là nhận định của cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam đưa ra sau thảm họa lũ lụt kinh hoàng những ngày qua tại tỉnh Hà Nam, miền Trung, Trung Quốc. Theo cơ quan khí tượng tỉnh Hà Nam, từ ngày 15 tháng 7, chính quyền tỉnh này đã được cảnh báo về các nguy cơ do thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo trận mưa lớn nhất sẽ xảy ra vào ngày 19 tháng 7 tại Tiêu Tác, một thị trấn nằm dưới chân núi Thái Hành Sơn, với lượng mưa lên tới 500mm, đe dọa gây ra lũ lụt tại một số khu vực trũng thấp ở đây. Trong khi đó, Trịnh Châu, cách Tiêu Tác khoảng 100km về phía nam, được dự báo có lượng mưa ít hơn. Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra hoàn toàn trái ngược. Thành phố 12 triệu dân này đã phải hứng chịu lượng mưa hơn 200mm chỉ trong một giờ, mức cao nhất từng được ghi nhận tại đây. Thảm họa lũ lụt kinh hoàng này đã gây thiệt hại nặng nề về người và của, với ít nhất 33 người thiệt mạng và tổn thất kinh tế trực tiếp khoảng 1,22 tỷ nhân dân tệ. Biến thể Delta hiện là nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 gia tăng trở lại trên toàn cầu. Hôm qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết biến thể này đã lây lan tới 70% lãnh thổ châu Âu và chiếm đa số các nhiễm mới. Trong khi đó, châu Phi và châu Mỹ cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. Tại châu Á, Indonesia vẫn tiếp tục là điểm nóng dịch bệnh. Tính đến hôm qua, nước này đã có gần 2.500 bệnh nhân tử vong trong quá trình tự cách ly tại nhà. Trong 24 giờ qua, nước này cũng đã có hơn 49.000 ca mắc mới và hơn 1.500 ca tử vong. Cùng ngày, bang New South Wales của Australia vừa ghi nhận thêm 163 ca lây nhiễm trong cộng đồng, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước đến nay. Tại châu Âu, dựa trên số liệu mới được thu thập, WHO và cơ quan y tế khu vực châu Âu cho biết biến thể Delta hiện đã có mặt ở 19 trên 28 nước châu Âu với tỷ lệ hơn 68% trong các mẫu dương tính. Dự báo cho biết số ca mắc mới ở châu Âu sẽ tiếp tục tăng và có thể cao hơn gấp đôi trong 4 tuần tới, đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Cùng ngày, châu Phi thông báo đã ghi nhận gần 6,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 161.000 trường hợp tử vong. Dịch bệnh đang có xu hướng tăng mạnh với số ca lây nhiễm quay trở về mức tăng của hồi đầu mùa dịch. Tại châu Mỹ, Canada cho biết ghi nhận trung bình 448 ca nhiễm mỗi ngày trong tuần qua, tăng 13% so với khoảng thời gian trước đó. Bộ Y tế Brazil thông báo trong 24 giờ qua ghi nhận thêm hơn 108.000 ca mắc mới và hơn 1.300 ca tử vong do COVID-19. Cùng ngày, Cuba cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục lên tới hơn 7.700 trường hợp và 66 ca tử vong. Trong khi đó, hơn một nửa số người trưởng thành ở châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ. Đây là thông báo được Liên minh châu EU đưa ra ngày hôm qua trong bối cảnh biến thể Delta đang can quét, tạo ra các đợt bùng phát dịch nghiêm trọng trên toàn cầu, từ những khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine thấp đến những quốc gia dẫn đầu thế giới về số dân được tiêm chủng. Qua đó một lần nữa cho thấy sự cấp thiết của việc phân phối vaccine công bằng. Theo báo cáo của EU, hơn 200 triệu người dân châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm hơn một nửa dân số trưởng thành, song vẫn thấp so với mục tiêu 70% đặt ra cho mùa hè này. Dù có tỷ lệ tiêm chủng cao, các nước châu Âu cũng đang thận trọng hơn khi biến thể Delta được dự báo có thể chiếm tới 90% ca mắc COVID-19 mới tại lục địa già vào cuối tháng 8 tới. Ngay tại Anh, một trong những nước có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới, với gần 70% dân số trưởng thành đã được tiêm đủ liều, biến thể Delta hiện đang chiếm phần lớn số ca mắc mới. Trước tình hình này, một số nước như Pháp và Italy thông báo bắt buộc cần giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine khi tham gia những sự kiện tập trung đông người hay vào quán bar và nhà hàng. Thực trạng biến thể Delta tấn công các nước và khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cao cho thấy việc tạo ra miễn dịch trong một cộng đồng nhỏ sẽ không đạt hiệu quả lâu bền, nhất là khi virus SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi. Do đó, lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về việc phân phối công bằng vaccine dù không mới, song chưa bao giờ cũ, bởi các biến thể của virus sẽ không bỏ qua bất kỳ một quốc gia nào. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trong nước và quốc tế tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.